Chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng điều này Bạn nói xem Chúng ta có thiện căn hay không Không có thiện căn thì bạn sẽ không gặp được Gặp được rồi Chân tính Chân nguyện Thế nào gọi là chân tính chân nguyện Buông xuống dạng duyên là chân tính chân nguyện Ta có tính có nguyện Nhưng vẫn không buông xuống được duyên đời Đây không phải là chân tính chân nguyện cho nên rất nhiều người nói bạn học Phật là giả, bạn phát nguyện cũng là nguyện giả, trong tính nguyện của bạn xen tạp tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, xen tạp tham sân si mạng, vậy thì không phải là chân, không phải chân, không phải là nói bạn không có chút gì, bạn có tính có nguyện nhưng những phiền não tập khí trong bạn đã phá hoại tín nguyện của bạn Tín nguyện của bạn không khởi tác dụng Là đạo lý gì vậy Luôn phải rõ ràng Phải thấu suốt Lấy tiêu chuẩn này mà xem Thì có mấy người thật sự tin Phật chứ Chính chúng ta hãy bình lặng mà phản tỉnh một chút Ta có tin Phật không Ta có phát nguyện không Ta tính rồi, ta có nguyện rồi Liệu có sen tạp không? Có sen tạp có xen tạo thì tính nguyện của chúng ta chưa phải là thuần chánh có thể giảng sanh không một chút cũng không nắm chắc được khi tôi còn trẻ vừa mới xuất gia gặp một số lão hòa thượng lão hòa thượng nói lời thật trước mặt chúng tôi niệm phật niệm mấy mươi năm rồi tám chín mươi tuổi còn chưa nắm chắc phật giảng sanh Tôi nghe rồi rất kinh ngạc Hiện nay chúng tôi hiểu rõ rồi Vì sao chưa nắp chắc phần giảng sanh Xen tạp Công phu không thuần Tính tâm không thanh tịnh Vấn đề phát sinh ở chỗ này Cho nên phải hiểu là Quá khứ hiện tại dị lai Nhất định phải tu tâm thanh tịnh Nhất định phải nghe Phật Pháp nhiều Dần dần các đạo lý bạn đều hiểu rõ Nắm bắt được nguyên lý nguyên tắc Gặp phải sự việc thì tự nhiên sẽ thông tỏ thôi Câu hỏi tiếp theo phải nên giúp đỡ những đồng tu học Phật này Hành thiện như thế nào để họ xây dựng lại tính tâm chân thật lời này khi chúng tôi giảng kinh đã nói rất nhiều bắt đầu làm từ chính mình chính mình làm ra tấm gương cho người xem người ta mới có thể sanh tính tâm không làm ra được tấm gương tốt bạn nói thì người ta không tin tưởng bạn gạt tôi chính bạn còn chưa làm được mà cho nên hết thảy phải bắt đầu làm từ tâm chúng tôi gọi là làm từ tâm ta thì có thể giúp cho thiện căn phước đức nhân duyên của rất nhiều người được chín mùi hoặc chưa chín mùi thì sẽ chín mùi thật sự giúp được họ họ nhìn thấy hình tượng của bạn họ thật làm cho nên điều này trong phật pháp gọi là trọng thực chất Trong tính giải hành chứng thì xem trọng ở hành chứng Chúng ta có hành, có chứng cho người ta xem Vì mới có thể độ chúng sanh Đặc biệt là ở thời đại này Thời đại này nói khoa học Khoa học nói chứng cứ Học Phật ăn chay có chỗ nào tốt Thân thể khỏe mạnh Tôi hơn 80 tuổi rồi so với họ thì tướng mạo trông tốt hơn họ thân thể khỏe mạnh hơn họ họ sẽ tin nếu bạn không có tấm gương cho họ xem họ sẽ không tin tưởng khi ra đi thì rất tự tại không sanh bệnh bạn xem đứng mà đi ngồi mà đi nhìn thì tin rồi cho nên người hiện nay tin tưởng chứng cứ chính là bạn làm ra tấm gương cho người ta xem nếu tấm gương không tốt thì người ta không tin tưởng điều này ở nước ta không những là phật pháp mà nho thích đạo cũng không ngoại lệ dáng vẻ bên ngoài đầu tiên chính là thành kính cung kính một cách chân thành trong đệ tử quy dạy bạn chào cuối sâu 90 độ với người Đối với người lớn cũng như vậy Mà đối với người nhỏ cũng như vậy Có cần thiết làm vậy với người nhỏ hơn không? Đó là dạy họ Khi tôi ở Đài Trung Chính Lão Sư Lý đã biểu diễn cho chúng tôi xem khi lão sư Ngài mới giảng tòa Đại Chuyên Phật học Học trò đều là từ bên ngoài đến Đại Trung Đều là người trẻ tuổi Ngài là bậc tổ phụ Thế nhưng đối xử với những học trò này Ngài vẫn là cúi chào 90 độ Chúng tôi ở bên cạnh xem thấy Về sau đã hiểu rõ Chính là dạy những người trẻ tuổi này Dạy thế nào chính mình làm gương chính mình không làm gương thì bạn dạy người ta người ta không tin bạn chính mình làm gương không cần nói người ta cũng cảm động học khiêm tốn học tôn trọng người khác người trẻ đến liên xã đến thư viện từ quan nhân viên làm việc chúng tôi ít nhân viên làm việc pha bình trà để ở đó lão sư tự mình rót trà cho người rót trà cho học trò bởi vì học trò hiện nay không biết người trẻ tuổi không biết nên phải dùng phương pháp như vậy để dạy đây gọi là đại từ đại bi bậc trưởng bối lớn tuổi có đạo đức có học vấn đều làm như vậy họ học được rồi họ về nhà sẽ biết rót trà cho cha mẹ biết cuối chào cha mẹ biết lễ phép với trưởng bối của họ dạy học thì phải làm từ chính mình người xưa có một câu nói điều mình không thích chớ làm cho người Ta mong người khác đối với ta thế nào Thì trước tiên ta phải đối với người như thế đó Đặc biệt là trong thời đại này Thời đại này đã lơ là đi giáo dục Ít nhất cũng đã lơ là ba đến bốn thế hệ rồi Căn bản là không biết lễ nữa rồi Lễ là nền tảng an định và hòa bình của xã hội Chúng ta khôi phục như thế nào Phải từ chính mình làm gương Chính mình phải nhúng nhường trước như vậy thì mới có thể giúp đỡ xã hội khôi phục an định hòa bình